Con hỏi thầy, khi làm việc thiện như bố thí thì trong lòng con luôn nghĩ sẽ được phước nên con mới làm. Khi còn làm có mục đích để tích phước cho con, theo con hiểu đạo Phật khi mình làm việc thiện giúp đỡ ai thì không nên có mục đích, còn có suy nghĩ làm như vậy để tốt cho mình, như vậy trái đạo luật không? Cái câu hỏi đơn giản là khi mình làm việc phước mà mình còn suy nghĩ tới cái việc mục đích hay là cái vấn đề mình tích cái phước thì nó đã sai với đạo, là tại vì đạo Phật dạy là khi mình làm cái gì mình không có suy nghĩ, không có toan tính. Thưa, cái câu hỏi này nó không có hẳn là như vậy. Thứ nhất, khi chúng ta làm việc phước mà chúng ta không biết mục đích của chúng ta làm thì nghĩa là chúng ta làm trong cái gọi là cái vô tâm, cái không suy nghĩ sao? Không có đúng. Khi chúng ta làm việc gì chúng ta phải tư duy. Trong kinh Phật dạy rất rõ nha. Khi làm phải suy nghĩ, trong khi làm phải suy nghĩ, và sau khi làm phải suy nghĩ. Cái suy nghĩ này á, là để mình thấy cái việc gì nên làm, làm được chừng mực cỡ nào, chứ không phải là toan tính thiệt hơn mình nhận được cái phần gì từ cái người mình giúp đỡ. Không phải cái toan tính đó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cho con mình đi học, cha mẹ mà dẫn con đi học là phải lựa cái trường nào tốt cho con mình. Thậm chí sau khi suy nghĩ trường đó rồi, phải không, gửi nó tới. Nhưng mà vẫn theo dõi cái quá trình con mình đi học, coi trong một cái năm học qua con mình nó đã học như thế nào. Hình như là nó vô đó nó chơi với một số bạn không tốt, và cái môi trường ở chỗ đó không tốt, thì phải dời đứa con nó ra chỗ khác, không học chỗ đó nữa. Trong khi đã gửi vô trường rồi vẫn phải tiếp tục dò xét, đúng không? Rồi sau khi đó rồi phải coi nữa. Ví dụ như mấy chú tiểu ở chùa xưa nè, tại sao ngay phía sau chùa có một cái trường học quảng quảng cho đi? Là vì cái môi trường ở cái trường học phía sau này không tốt. Mà Pháp Hòa đành phải đem tuốt ở xa mà gửi, mà sáng nào cũng phải chở đi, rồi chiều phải đón về. Mà trong khi đó mấy chú chỉ cần qua con đường là tới được. Chứ cái vấn đề đó, nếu mình không suy nghĩ, nghĩa là mình làm bằng vô tâm. Không phải vậy. Mà nếu mình nói đúng hơn là làm mà không có trí tuệ, không có tư duy quán chiếu cái việc chúng ta làm. Chúng ta phải suy nghĩ việc chúng ta làm, nhưng không phải là chúng ta toan tính lợi hại. Cái gì lợi cho mình, cho này ít nhưng mà sau này mình sẽ được lợi rất là nhiều. Mình cho đứa này trong lúc này đi, mai mốt mình lợi dụng nó ở việc kia. Cái đó là mình toan tính cái kiểu là lợi hại cho mình, chứ không phải lợi hại cho công việc hay là cho cái người mà mình giúp. Cho nên nếu mình có suy nghĩ điều đó thì không có gì sai với luật. Một cái vị mà đi làm từ thiện á, người ta cũng phải quán chiếu. Giống như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là ni sư Chứng Nghiêm ở bên Đài Loan vậy đó. Ni sư là một người làm từ thiện rất nổi tiếng ở Đài Loan. Và bất cứ nơi nào mà cần sự giúp đỡ, cái việc đầu tiên là ni sư sẽ cho những tác viên xã hội mà làm từ thiện đi tới cái vùng đó, khảo sát cái vùng đó, lý do nào và ở nơi đó họ có thể phát triển được những cái gì, mà ni sư tới đó để tạo ra cho họ những công ăn việc làm để thật sự giúp cho họ giảm nghèo, giảm khổ. Chứ không phải là nghe họ nghèo cái là khiêng cả tấn gạo tới cho, xong rồi đi về, rồi họ ăn hết cái mớ gạo đó có họ nghèo tiếp. Thì ni sư này không có làm. Thừa phần lớn là cái việc làm của ni sư là tới cái vùng nghèo đó, rồi coi cái đất của họ trồng được cái gì, họ có thể làm được cái gì. Thì thí dụ thôi, bây giờ ở nơi đó người dân đó có thể, họ có khả năng may vá, có thể tạo dựng một cái cơ sở, một cái hãng may, rồi chỉ cho họ cách làm để rồi họ tự lực cánh sinh, và cái đó là cái nguồn sống lâu dài của họ. Thì đó là một người làm mà có tư duy, làm từ thiện, đó là làm từ thiện vững chắc
chứ vững bền, chứ không phải cái đó là đúng là cứu khổ chứ không phải cứu ngặt. Cái ngặt là ta động đất sấm thần gì đó tới giúp thôi, nhưng mà cái nghèo của họ là cái triền miên, và chúng ta làm sao cứu được cái nghèo của họ. Thì ở đây cũng vậy á, khi mình làm một cái việc gì á thì mình có suy nghĩ, mình tính toán để làm gì, để cái việc làm của chúng ta tốn mà có kết quả, chứ không phải là tốn mà không có kết quả. Và đồng thời không phải là mình toan tính mình lợi dụng cái người mình giúp, hai cái nó khác. Thậm chí đọc trong kinh Đức Phật Thích Ca trước khi Ngài thị hiện cõi Ta Bà này còn là một bộ vị Bồ Tát hộ minh ở cõi trời Đâu Xuất, Ngài cũng phải tư duy quán chiếu coi quốc độ nào mà Ngài có thể vào đó để mà Ngài thị hiện, cha mẹ nào sẽ là người Ngài làm con, vân vân. Thành thử ra nói, nếu nói về một vị Bồ Tát muốn ứng hiện vào cõi nào thì các ngài cũng phải điều coi cái quốc độ đó, con người ở đó. Cũng giống như ngày nay mà quý vị sắp sửa đưa con mình đi học thôi, đi du học vậy đó. Quý vị ở Việt Nam mà đưa con qua du học là phải dò xét coi quốc độ thành phố đó như thế nào, thậm chí còn bay qua đó trước một lần nữa để mà dò xét, để đưa con mình tới đúng môi trường chứ. Chứ đâu có phải là cứ nghe đi du học là chỉ cần đẩy nó qua nước ngoài cho nó du học là được rồi. Cái đó là du học mà chưa thì nhiều khi nó du côn, nó chưa có thành du học mà nó thì không đúng cái môi trường của nó. Thậm chí là mình bắt nó lõi lấy một cái môn gì đó mà không đúng với cái khả năng của nó cũng là một cái khổ nữa. Và có rất nhiều em nó bị stress về vấn đề học mà nó ở đây và nó bị bệnh luôn, là vì nó không đủ cái khả năng đó. Cho nên mình không có gì sai nếu mình phải tư duy cái việc làm của mình. Câu hỏi kế: con cái gì cũng được hết á, coi như là hạnh phúc hết á, duy có một cái nỗi khổ thôi, là tâm con thường không được vui, đặc biệt là về tình bạn. Con rất ít bạn và thường khó hòa hợp với các bạn đồng trang lứa xung quanh. Cuộc sống của con dù xung quanh nhiều người nhưng khó tìm một người bạn hiểu mình, nên con luôn cảm thấy rất cô đơn. Con không biết đây có phải là nghiệp của con từ kiếp trước hay không. Có cách nào để gieo duyên lành để gặp được những người bạn tốt cùng con học tập và tu tập trên bước đường sắp tới? Câu hỏi rất là hay. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình đã biết được rằng mình không hợp được với các bạn cùng trang lứa, mà mình có biết rằng tại sao không? Mình có thấy được rằng tại sao mình không thể nào mình tới gần được với các vị đó không? Nó có những nguyên do nào? Thí dụ như tánh tình mình không hợp, hay là mình cảm thấy mình cao hơn người ta, hay là mình mặc cảm tự ti, mình thua xúc người ta mà mình không thể tới chơi được với người ta. Thật sự ra thì ở trên đời này ai cũng có những người bạn, nhưng mà bạn như thế nào? Ví dụ như có những người bạn mình chỉ một lần đầu mình gặp, đó là bạn sơ giao. Rồi từ cái sơ giao đó chúng ta bắt đầu xin số phone, chúng ta làm quen, gọi là xã giao qua lại. Rồi lâu lâu rồi chúng ta bắt đầu mới thăm giao, là chúng ta có cái sự qua lại thân thiết, đậm đà, gọi là thăm giao. Bạn thì cũng có những loại bạn, ví dụ như bạn mà uống rượu là kêu tủ hữu, bạn mà đi chơi đánh cờ, đánh bài gọi là đổ hữu, còn bạn mà để ngâm thơ gọi là thi hữu, còn bạn mà để đi chùa với nhau, tu tập với nhau kêu là gì? Đạo hữu. Phải không? Hữu là bạn mà, thì tùy cái đối tượng bạn của mình. Vậy thì chúng ta đi tìm một loại bạn như thế nào? Ví dụ như mình tìm những người bạn miễn là có chơi được rồi, không cần biết người đó làm sao, thì cái này là đôi khi có thể là bạn thôi, nhưng mà không có cái gì gọi là sâu sắc trong đó hết. Ở trong kinh đó, Đức Phật có đưa ra nhiều cái bài kinh nói về tình bạn lắm. Nhưng mà hôm nào quý vị có dịp, quý vị sẽ tìm đến một bài kinh thiện hữu và ác hữu. Hay là trong kinh Đức Phật có nói là bạn có 7 sự kiện để gọi là một người bạn tốt. 7 sự kiện để gọi là một người bạn tốt. Trong kinh thường gọi là thiện hữu thất sự. Thất sự là gì? 7 sự việc
để gọi là một người bạn lành, thiện hữu thật sự. Ví dụ như là người bạn đó có thể khi gặp khó khăn không có bỏ mình, khi mà mình nghèo cùng người đó không khinh mình, và mình có thể tâm sự những cái chuyện riêng tư của mình một cách thoải mái và người đó nghe mà giữ kín cho mình. Thì đại khái là rồi biết ngăn cản mình làm việc xấu, biết khuyến khích mình làm việc lành. Đó là những cái việc làm mà Đức Phật gọi là đó là một việc làm lành của một người bạn tốt. Như thế nào để chúng ta được định nghĩa, được nhìn người đó là một người bạn tốt? Thì chúng ta hãy nhìn vào những cái điểm mà sơ khởi Đức Phật nói. Vì dĩ nhiên là còn nhiều thứ, nhưng Đức Phật đưa ra 7 cái điểm căn bản gọi là thiện hữu thật sự. 7 cái điểm căn bản để chúng ta làm cái thước đo một người bạn. Nhưng mà nhớ là khó khi nào mà chúng ta tìm một người bạn đủ 7 cái điểm này. Ví dụ như họ có được khoảng 3 điểm, 4 điểm là cũng ok, mình chơi với họ cũng được. Nhưng mà mình biết rằng họ không được cái chỗ nào, đừng làm chuyện đó. Ví dụ người này, bạn này rất là tốt, mình việc gì cũng giúp mình hết, thậm chí luôn cả tiền bạc. Nhưng có một cái bệnh thôi, là bạn mà nghe chuyện bí mật của mình là bạn không có nín được. Bạn là lỗ tai giống như cái tượng đó, nó xỏ vô lỗ tai nó ra cái miệng, phải không? Chứ không phải là loại dây kẽm mà bỏ vô lỗ tai chọt vô cái bụng. Thử ra chuyện gì cũng có thể giao tiếp, nhưng mà nhớ đừng kể chuyện bí mật. Thí dụ vậy. Thì trong cuộc đời này thì ngay cả những bậc minh sư mà chúng ta cũng có, những bậc minh sư được ở mặt này thì chúng ta nên nhận vị đó ở mặt đó để chúng ta học. Chứ còn mà đi tìm một bậc minh sư mà hoàn hảo thì có thể cũng khó. Thì ở trong này cũng thế thôi. Còn nếu như trước hết là mình phải nhìn lại mình, cái cách mình chơi bạn như thế nào. Có đôi khi mình có những cái điều kiện mình đi tìm bạn là phải làm sao đó, cho nên rốt cuộc mình không thấy là một người bạn nào vừa cái tầm mắt của mình hết. Thì chính mình đã tự làm cho mình một cái bức ngăn thôi. Ở đây thì mình chỉ lấy những cái điều trong kinh Phật nói để rồi chúng ta có thêm những cái tài liệu để chúng ta so sánh, rồi chúng ta áp dụng, hay là chúng ta nhìn lại coi chúng ta đã đi tìm một người bạn như thế nào. Còn nếu như mà đường cùng nữa, mình cũng hết lòng rồi mà cuối cùng mình không có người bạn nào hết á, cái đó cũng không có gì khổ. Tại vì nói theo Ngài Huyền Giác á, là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Nếu mà tôi không tìm được một người bạn nào để gọi là gì, để gọi là tương đồng, tương ứng, thì thà là tôi vui một mình, vui một mình với trời trong mây trắng gì đó. Mà thậm chí mà xương khô thịt rác thì cũng chẳng màng. Là tại vì thà là không có bạn, sống một mình, hơn là làm bạn với những người mà đưa mình vào cái chỗ tối tăm. Trong kinh Pháp Cú có những cái phẩm, những cái câu như vậy đó. Thà là không có bạn chứ không làm bạn với kẻ ngu. Thì cái chữ ngu ở trong kinh Pháp Cú muốn nói đây, Pháp Hòa cũng chỉ nhắc lại là không có ý muốn chê người đó là ngu dốt gì hết. Chữ ngu đây là gì? Là người sống không thấy rõ chân lý, điều hay, lẽ phải, luôn luôn ràng rỡ sống trong cái mê lầm thì gọi là ngu. Chứ không có cái nghĩa là ô mình nghĩ mình khôn hơn người ta, mình coi họ là ngu. Thì trong kinh chữ ngu không có cái nghĩa đó. Thì ở đây á, là khi mà chúng ta chơi với bạn thì người đó chia sẻ với mình những cái nỗi niềm, không bỏ mình khi mình nghèo, không bỏ mình khi mình gặp khó, biết chia sẻ những biết khuyến khích mình làm việc thiện, biết ngăn mình làm những cái điều lành, có thể cho mình được những điều khó cho, có thể nhẫn mình được những điều khó nhẫn. Pháp Hòa ví dụ á, mình chơi với bạn, nhưng mà đôi khi mình có một cái thói quen là mình hay nói trên đầu trên cổ người ta.
Mà cái người bạn này lúc nào cũng nhịn được mình, mình biết người đó là người, một trong những người, một cái yếu tố, những cái yếu tố, cái quality tốt đó. Trong kinh Phật gọi là nhẫn những điều khó nhẫn, và có thể cho được những điều khó cho. Thì đó là một cái, gọi là những cái điểm mà Đức Phật nêu trong kinh để gọi là tìm một người bạn tốt. Câu hỏi kế: chữ Hòa Nam Thánh Chúng. Các thầy ở chùa Việt Nam thường kết thúc các buổi lễ bằng câu này, ra hải ngoại rất hiếm khi dùng. Vậy được dùng trong trường hợp nào? Thường thường quý vị lật cuốn nghi thức tụng niệm cuốn kinh á, thường cuối cuốn kinh nó hay để bốn chữ Hòa Nam Thánh Chúng, phải không? Thật sự thì cái này là một cái nghi lễ xưa. Bây giờ thì có chùa ứng dụng, có chùa không. Và hầu như bây giờ chỉ ứng dụng vào những cái đàn lễ quan trọng, có tính cách nghi lễ thì các vị dùng cái này. Chứ còn thường thì mình ít thấy dùng. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa sẵn dịp thì Hòa giải thích luôn, để đại chúng biết được cái chữ Hòa Nam Thánh Chúng là gì. Cái chữ Hòa Nam đó đó, nguyên nó là tiếng Phạn phiên âm, chứ nó không phải là cái nghĩa hòa là hòa thuận, nam là phía nam. Nó là một cái chữ phiên âm, nó nghĩa là cung kính, đảnh lễ. Thì nếu mà cái câu này mà dịch á, là cung kính, đảnh lễ chư thánh chúng, Hòa Nam Thánh Chúng. Vậy thì chữ Hòa Nam là tiếng Phạn, Thánh Chúng là tiếng Trung Hoa. Cái này, trường hợp này gọi là gì? Phạn Hoa. Một câu đó thôi mà có Phạn có Hoa. Thì ngày xưa lúc mà lễ thì cái vị sau khi lễ xong thì cái vị chủ lễ mới sướng Hòa Nam, rồi là đại chúng ở dưới hòa theo Thánh Chúng. Tức là nếu mà nói theo tiếng Việt là gì? Chúng con xin kính lại. Ông thầy chủ lễ ông sướng vậy: chúng con xin kính lễ, kính chào đại chúng. Chào ai? Chào bái bai các thánh chúng. Cái câu này giống như là ending, kết thúc một buổi lễ, và báo cho tất cả chư thánh chúng biết rằng chúng con lễ xong rồi, các ngài có thể return home. Gọi là Hòa Nam Thánh Chúng. Và cái này là xưa nha. Hồi xưa Việt Nam là các vị tụng kinh xong là giống như hồi ở Việt Nam á, ở phía đuôi của chánh điện là thờ hộ pháp với ông Tiêu, sờ xây lên. Thành thử là vừa tụng kinh là xoay mặt lên chánh điện vậy nè, xem vào chánh điện vậy đó. Tụng xong rồi là đại chúng xoay mặt ra hướng về ông hộ pháp với ông Tiêu, bắt đầu mới tụng cái bài Thiên A-tu-la, tụng bài Thiên A-tu-la, rồi tụng các cái bài tán hộ pháp, rồi xong cuối cùng cái là tụng Ma-ha Bát Nhã Ba La Mật vậy đó. Rồi kết thúc rồi cái là vị chủ lễ mới sướng Hòa Nam, tùy theo cái giọng cái vị đó, rồi họ muốn ấy sao. Rồi ở dưới này đại chúng nghe dứt câu đó vậy đó là Thánh Chúng, rồi xong rồi đó, tiễn rồi đó. Là chữ Hòa Nam Thánh Chúng là vậy thôi. Con xin lễ, cái câu đó là giống như con xin lễ tạ, con xin lễ tạ các thánh chúng. Thánh chúng là gì? Thí dụ như là các bậc từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Tư Đà A Na Hàm, A La Hớn là thánh chúng đó. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát là thánh chúng đó. Thấy không? Thí dụ như là thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc là ai? Là Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Phải không? Rồi chư thánh chúng ở Hải Hội Liên Trì. Còn bên Dược Sư thì cũng có thánh chúng của Đông Phương. Cho nên mỗi cõi đều có thánh chúng hết. Và khi mình tụng kinh xong thì mình tuyên bố gọi là các vị thánh chúng, con xin coi như là trình là con xin chào, kính chào hết, bye bye hết. Đại khái là vậy. Tiếng Anh nó dịch là multitude of the sages. Câu hỏi kế:
Tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận triêm ân. Cái câu này là ở trong cái bài tụng hồi hướng của Lăng Nghiêm buổi sáng đó, là cái câu là ý nói là chúng con từ hồi nãy giờ tụng nào là Lăng Nghiêm rồi Đại Bi rồi Thập Chú, rồi xin đem tất cả công đức này hồi hướng cho Tam Bảo, các vị chúng Long Thiên, các vị thủ hộ Già Lam, tức là bảo hộ chùa chiền. Nguyện cho Tam Đồ. Tam Đồ là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà Tam Đồ này á, là tương ứng với ba cái đồ nữa là Đao Đồ, Thủy Đồ và Hỏa Đồ. Thí dụ như súc sanh á, là con vật, thì nó đối với gì? Ngạ quỷ nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì địa ngục á, là hỏa đồ. Địa ngục là hỏa đồ, tương ứng với hỏa đồ. Ngạ quỷ á, là thủy đồ. Còn súc sanh là gì? Là đao đồ. Tại vì súc sanh là con vật, mà cái khổ của con vật á, cái đối tượng khổ của nó là cái dao chặt chém nó, hiểu không? Gọi là đao đồ. Đao đồ là tương ưng với lại súc sanh. Còn thủy đồ là ngạ quỷ. Tại vì ngạ quỷ á, họ nhìn nước không là nước, họ nhìn nước là thành ra máu. Thí dụ như á, tùy theo cái nghiệp của mọi loài mà người ta nhìn cái việc đó. Pháp Hòa ví dụ nha, chư thiên á, nhìn nước là trân châu, con người nhìn nước là gì? Là nước. Nhưng mà ngạ quỷ á, nhìn nước là máu. Vì cái nghiệp nào của họ mà họ nhìn theo cái đó. Thôi bây giờ mình nói gần nha. Người Miên á, người ta nhìn nó mắm bùa hóc á là ngon. Người nào mà ăn không được cà ri Ấn Độ á thì cảm thấy cà ri Ấn Độ ghê quá. Nhưng mà cái người Ấn Độ họ thích không? Họ thích quá chừng, không có bữa ăn nào mà thiếu cái đó hết. Vậy thì cái nghiệp mình sanh trong cái dân tộc nào thì mình có cái món ăn quốc hồn quốc túy của mình. Giống như Việt Nam mình ăn mắm, các thứ mắm, trời ơi, mà ăn bằng khen ngon nữa chứ, mà thấy thơm nữa chứ. Rồi cái người mà ta ăn không được, ta thấy nó ghê quá trời luôn. À, bây giờ mà thử, bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó sanh đây mà quý vị đưa nó mắm ruốc thì chắc 10 đứa thì chắc được chừng một vài đứa ăn thôi, chứ mấy thầy đây là có thầy còn không biết ăn chao mà, phải không? À, cà tím còn chưa biết ăn nữa thì sao? Thì ở đây á, nghiệp nào thì người ta tương ưng với cái đó. Đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, đó là cái đối tượng chết của, đối tượng khổ của các địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam đồ. Còn bát nạn là gì? Bát nạn là tám thứ nạn mà hôm qua Pháp Hòa nói rồi đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba nạn rồi. Đuôi điếc câm ngọng, tức là thân thể mình khiếm khuyết, là bốn nạn rồi. Sanh ở trường thọ thiên là năm nạn nè. Tại sao ở cõi trời trường thọ thì mình đâu có biết vô thường để mà thấy khổ mà tu, là năm rồi. Thứ sáu là gì? Sanh sau Phật. Thứ bảy là sanh trước Phật. Thứ tám là thế trí biện thông, ỷ mình thông minh, hiểu biết ngoài đời nhiều, mình không có chịu phục tùng, nghe cái sự hướng dẫn của các bậc gọi là tôn đức, hay là những bậc mà thánh hiền, những cái bậc mà có cái tuệ giác, mình không có nghe là gì, mình đem cái thế trí thông suốt của mình đem ra để mà đối với các vị thánh. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng thánh trí thì cao thâm, phàm tâm thì nan trắc. Mình không có đem cái tâm phàm của mình để mà trắc nghiệm được cái trí của bậc thánh. Đó là tam đồ bát nạn, tức là nguyện cho ba đường sáu nạn, à tám nạn lìa được cái khổ. Câu ly khổ là điều lìa khổ. Còn cái câu là tứ ân tam hữu. Tứ ân á, là ân cha mẹ, ân đất nước, ân
thầy tổ, ân chúng sanh, mình muốn đếm cách nào cũng được, miễn đủ bốn ân. Có khi thì nó là ân đất nước, ân cha mẹ, ân tam bảo, ân chúng sanh. Nhưng mà căn bản thường thì là ơn trước hết là ơn cha mẹ, kế đến là ơn của quốc gia, thứ ba là ơn của thầy tổ, và cuối cùng là ơn mọi loài chúng sanh. Cái đó là tứ ân. Còn tam hữu là gì? Tam hữu là ba cõi. Đó là một cách khác kêu ba cõi thôi chứ không có gì hết. Ba cõi là gì? Cõi sắc, cõi dục và cõi vô sắc. Có khi gọi là có khi gọi là tam hữu, có khi gọi là tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chữ hữu này là cõi cũng được. Tam hữu là bốn ân ba cõi. Tận triêm ân có nghĩa là tận đều được hưởng hết tất cả những hồng ân của Phật. Chữ triêm là thấm nhuần những cái ân đức của tam bảo. Rồi cho nên chúng ta gọi là ân triêm á. Ân triêm công đức là gì? Là con được thấm nhuần cái công đức đó. Cho nên mình tụng cái kinh nè, trước hết là hiện thượng lai, hiện tiền thanh tịnh chúng, là tất cả chúng con hiện diện ở đây đều là chúng thanh tịnh. Tụng những lăng nghiêm, các phẩm chú để hồi hướng cho tam bảo, các vị long thiên, các vị thủ hộ giữ gìn chùa chiền, gọi là thủ hộ già lam chư thánh chúng, tam đồ bát nạn, ba đường, tám khổ đều lìa khổ hết, tám nạn đều lìa khổ, bốn ân ba cõi đều được ân triêm nhuần gọi cái ông đức hết. Cái câu đó nghĩa là vậy. Quý vị nào muốn biết cái này kỹ hơn á, đi về tìm lại cái bài giảng của Pháp Hòa, gọi là cái bài này có tên là Tứ Luân Vượt Bát Nạn. Tứ Luân Vượt Bát Nạn, bài giảng đó sẽ nói rõ về tám cái tai nạn này và cái cách để chúng ta chuyển hóa. Câu hỏi kế là: thưa thầy, kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật là có thật là kinh của Phật không? Bạn con giới thiệu kinh Đại Thông Phương Quảng, nhưng con nói con quen hai quyển sám là Lương Hoàng Sám với Thủy Sám. Dạ thưa, thì đã nói là tất cả những cái kinh sám thì sám là do tổ soạn, kinh điển là do Phật thuyết. Thì mình thì không phải là những học giả, mà cũng không phải là những người đi tìm tòi cái đó để làm gì. Nhưng mà nếu như trong cái đó mình dở ra, mình thấy tất cả những cái đó không có gì sai, thì chúng ta có thể nương vào đó mà tu tập. Pháp Hòa nhớ năm 2013, trong một khóa tu mùa đông ở đây, đã có thọ trì bộ này rồi. Và Pháp Hòa đã giới thiệu cái bộ kinh này bằng hai buổi giảng. Nếu quý vị muốn biết bộ này ra làm sao, trong đó có cái gì, thì quý vị tìm lại cái bài giảng của 2013. Bài giảng này có tên là Sám Hối Tiến Tu. Sám Hối Tiến Tu, hai buổi. Hai cái buổi nói chuyện này là vào cái dịp khóa tu mùa đông, khi mà đại chúng trì tụng cái bộ này, đảnh lễ chư Phật. Và trong này á, đưa ra chư Phật của quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì có những vị sẽ đặt câu hỏi là làm sao Đức Phật Thích Ca biết nhiều Phật như vậy mà nói không? Vậy mới gọi là Phật. Vậy mới gọi là Phật. Mà hơn nữa bây giờ mình á, thứ hai nữa nè, khi mà mình lễ Phật sám hối bằng danh hiệu Phật á, mình hãy lấy cái tâm gì ra để tiếp nhận danh hiệu chư Phật này, để mình vượt cái hoài nghi. Nó có hai loại nghi nha. Mình không hiểu, mình hỏi để mình giải tỏa cái nghi đó không sao. Cái nghi đó là do không hiểu thôi. Nhưng mà một khi mà hiểu rồi thì trên đường mình tu là không còn nghi nữa. Cái nghi này mới trở ngại cho mình nè. Không biết có thật không? Niệm Phật mà không biết Tây Phương Cực Lạc có thiệt không? Không biết Phật Di Đà có thiệt không? Không biết Phật Thích Ca này có thiệt không? Tôi nghe người ta nói ổng là không thiệt. Trước khi mình thực tập đi, anh muốn nghi gì anh hỏi đi. Nhưng mà một khi mà giải tỏa rồi, hiểu được rồi, thì trên đường tu không còn nghi ngờ. Hoặc là mình nói ví dụ vậy nè. Trước khi mình làm một cái việc gì đó, thậm chí
mình muốn nhận cái người đó làm chồng làm vợ mình đó, mình muốn tìm hiểu gì người đó mình tìm hiểu đi. Vợ chồng sống với nhau mà không có tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau đủ hết thì cái hạnh phúc nó cũng mong manh lắm. Thì ở đây là mình view ví dụ thôi, chứ mà trường hợp này á là nghi như thế này. Là nếu như á, mình lấy cái tâm mà mình tiếp nhận danh hiệu Phật này bằng cách nào để chúng ta vượt cái này mà chúng ta có thể lại Phật một cách hạnh phúc. Chúng ta hãy nên tiếp nhận từng danh hiệu của Phật là một pháp tu. Đừng đặt vấn đề là ông Phật này ở đâu, ông làm gì, ông thiệt không, ông sanh ở đâu, cha mẹ ông là ai, sao Phật Thích Ca ông biết mấy vụ này mà ông nói. Cái đó nó không có liên quan gì hết đó. Mà chúng ta hãy nên tiếp nhận danh hiệu Phật như là một pháp tu. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ gần nhất là Hồng Danh Bảo Sám, 89 vị Phật chúng ta lại. Trong đó có một cái vị Phật tên là Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Du Hí là gì? Đi chơi. Thần thông là sức mạnh. Chúng ta có đủ khả năng đi tới đâu cũng đều là như một cuộc đi chơi. Nhưng mà trong cái cuộc đi chơi này nó chuyên chở được cái gì? Mình đang sống ở cõi ta bà này cũng giống như một cuộc đi chơi chứ gì đâu. Phải không? Ai cũng đang ở cõi đời này là đi chơi nè. Rồi đợi tới ngày là hết hạn rồi, hết visa rồi là phải đi về quê nè. Nhưng mà trong trước khi mình về quê, mình có mua quà cáp gì về quê mình để mình biếu cho bà con không? Hay là mình mua toàn là sỏi đá đem về? Nếu mình đi đâu, ngồi đâu, mình cũng được cái tâm tự tại đó thì gọi là du hí thần thông. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Làm việc gì cũng là công đức. Nhưng mà mình có khéo tạo công đức không? Tại vì trong khi chúng ta làm Phật sự, có thể việc đó được mệnh danh, được cái hình ảnh gọi là công đức. Nhưng mà trong khi chúng ta làm, chúng ta đã không tạo ra công đức. Vì chúng ta đã dùng cái lời nói của mình làm cho người khác đau khổ qua cái cách làm của mình. Mình hành xử như thế nào để người ta cảm thấy người ta quá đau khổ với cái việc làm thiện của mình. Thành thử ra công đức thì muốn, nhưng mà công đức đó không được gọi là thiện công đức. Vậy thì mỗi danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát chuyên chở cái pháp tu, chúng ta nên đảnh lễ Phật Bồ Tát theo cái tinh thần đó. Ngay cả khi mình lễ Ngũ Bách Danh Quan Âm, 500 danh hiệu Quan Âm, mỗi một danh hiệu Quan Âm đều là những cái chuyện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất là tại chúng ta muốn nè. Thí dụ Nam Mô Trừ Ủng Thủng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhớ không? Nhớ Ủng Thủng. Ủng Thủng là gì biết không? Bệnh phù thủng. Cuộc sống của chúng ta là chúng ta cũng rất mong chúng ta không có bị bệnh phù thủng đó. Thì trong cái tâm niệm của chúng ta là một cái thiệt kế mà cái về mặt sự là chúng ta cầu đức năng lực từ bi của Quan Âm gia hộ cho con không vướng vào những cái bệnh gọi là phù thủng đó. Và ở mặt tu tập thì chúng con cũng sẽ cố gắng tạo phước để không làm ai vướng những cái bệnh phù thủng đó. Và cái mặt bản thân con thì thường thường mà người giận á, cái người mà giận á, ta hay nói gì? Trời ơi, mặt làm gì á? Sưng. Bữa nay làm gì mặt sưng đóng vậy? Phù thủng không? Phù thủng rồi. Còn người nào mặt tươi thì sao? Trời ơi, mặt như mùa xuân vậy. Phải không? Thành thử ra Nam Mô Tứ Tý Quan Âm Bồ Tát Tứ Thập Nhị Tý. Chữ tý đó là gì? Là cánh tay. Nhớ mấy câu đầu lúc lại Quan Âm đó. Nam Mô Tứ Thập Nhị Tý, Nam Mô Thập Nhị Tý. Thì
Đó là những cánh tay của Đức Quan Âm. Vậy thì Quan Âm với năng lượng từ bi không phải chỉ có bốn tay không đâu, không phải chỉ có sáu tay đâu, mà thậm chí có cả ngàn tay. Vì đó cái năng lực từ bi đó rồi, có rồi thì mình với được hết, với tới hết. Ví dụ như nãy quý thầy đang hồi trưa này đang ngồi ăn cơm gì đó, rồi có người ta bấm chuông cái là thiên thủ thiên nhãn có mặt liền. Người thì nhìn lên coi ai, người thì ngó ra cửa, nó thiên nhãn chứ gì nữa. Rồi cái ngó ra thấy ai, cái cô Phật tử cô đi chợ cô đem đồ tới, là bắt đầu nhẹ gì cánh tay ra tới liền. Người bưng thầy Tịnh Tạng hai tay, Quan Âm hai tay, rồi thầy kia ra hai tay. Chỉ trong vòng có mấy phút thôi là tất cả cánh tay đã có mặt. Phải vậy không? Chúng con biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Ở đâu mà không có cánh tay đó? Vậy thì khi chúng ta đảnh lễ ngũ bách danh Quan Âm, thì không phải Ngài Quan Âm có được năng lực đó, mà tất cả chúng ta đều đang thực tập làm sao chúng ta tiếp nhận được những cái năng lực của 500 năng lực đó trong đời sống của chúng ta. Mà đọc ra coi toàn là chuyện của mình không? Nào là đau đầu nè, yêu thống. Yêu thống là đau gì? Đau eo. Đọc cái mấy cái danh hiệu đó coi. Ủng thủng nè, rồi ung nhọt nè, rồi đau đầu nè, đau răng nè, nha thống. Nha thống là đau răng. Tỷ thống là đau mũi. Thiệt thống là đau lưỡi. Có phải không? Thành thử ra thế gian mình khổ cái gì là mình cầu Phật cái này. Nhưng bây giờ con muốn hết cái khổ đó, con không chỉ nói khơi khơi đâu, con đem cả thân cả tâm của con ra để con đảnh lễ, con thực tập, con lấy cái pháp này làm cái pháp ứng dụng tu tập cho con. Chứ con không có ngồi đó con cầu Quan Âm ơi độ cho con đừng có đau lưỡi, Quan Âm ơi độ cho con đừng có đau eo. Lấy Quan Âm làm tha lực. Nhưng mà ai là tự lực? Hành giả đảnh lễ. Hành giả đảnh lễ Quan Âm là tự lực, nhưng mà nương vào cái lực của Quan Âm để có cái điểm để chúng ta đi. Thì khi mà chúng ta lễ Phật như vậy, chúng ta lễ danh hiệu Phật như vậy, sám hối như vậy, không có gì là mê tín hết. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng á, chúng ta tiếp nhận những cái gì đó, nhưng mà chúng ta đem cái tuệ giác của mình đưa vào trong đó để cho cái việc đó nó hay. Pháp Hòa còn đang rất muốn là làm sao ai có thể giúp cho mình, không phải chỉ livestream như vậy, mà làm sao chạy được những cái chữ kinh ở trên cái màn hình trong khi mình livestream, để cho các vị người ta có thể nhìn vào người ta tụng mà người ta không phải cực nhọc đi tìm. Tại đâu có ai mà rành máy móc mà vừa phải theo dõi màn hình mà vừa phải đi tìm mà những cái bản kinh ở trong cái website của chùa. Nó có cái chuyện đó làm được đó, nhưng mà tại vì mình không biết làm, mình không biết làm, mà mình đang mong mỏi là ai đó có thể giúp mình làm được cái việc đó để cho mọi người lợi lạc nhiều hơn. Như vậy thì cái việc làm livestream này nó đã hình thành rồi, nhưng mình hãy nên đi xa hơn nữa để làm sao đem cái phương tiện tiện lợi hơn nữa cho mọi người. Đó là phương tiện. Cho nên mình trong khi mình lại phần mình đặt câu hỏi mấy ông Phật này có thiệt không? Giờ ví dụ bây giờ có thiệt thì mình làm gì, mình đi tới mình say hello được không? Bây giờ mình có biết hình ảnh của các ngài là ai? Thôi thì hãy nên tiếp nhận cái ý nghĩa. Cũng như chúng ta quy y, chúng ta có một pháp danh vậy đó. Cái pháp danh đó không phải là cái tên để đi bên kia thế giới. Có nhiều vị quan niệm vậy đó, phải quy y để chuẩn bị đi bên kia thế giới có cái passport. Và nếu chúng ta chỉ tiếp nhận cái pháp danh đó như vậy đó, là chúng ta sẽ buồn, sẽ bực khi chúng ta nghe cái pháp danh không được hay. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng pháp danh
nó mang một cái ý nghĩa trong đó. Thí dụ như có một thầy á, pháp danh của thầy là Pháp Khí. Mấy đứa biết thầy Pháp Khí không? Chữ khí ở trong Phật Pháp là gì? Là một dụng cụ của Phật Pháp, gọi là Pháp Khí. Đấy, chuông là một pháp khí, mỏ là một pháp khí. Thì chúng ta cũng phải biến mình trở thành một pháp khí của Phật Pháp, nghĩa là người hữu dụng. Nói cho rõ là một người hữu dụng, chứ không phải mình ở trong chùa mình không có là không có sử dụng được gì hết. Là cái muỗng cũng được, để muỗng nhỏ cũng được để múc chao ăn, chan nước tương, còn muỗng bự để ăn canh ăn súp. Thì mình làm muỗng gì cũng được mà là cái muỗng. Thì mình là một người tu, mình muốn mình là một pháp khí. Trời, nghe chữ khí cái lên đổi, thôi, con không chịu chữ khí đâu, nghe giống binh khí quá. Tại sao bao nhiêu chữ khí trong đầu mình không có gì trơn, ngoài là vũ khí chứ là binh khí. Mà đó mình có pháp khí. Thậm chí các vị thấy không, quan gì Văn Thù cầm cái kiếm, ông hộ pháp ông cầm cái chài kim cang để mà đánh tà ma. Cho nên tại mình không hiểu được cái tên thì mình không nhận cái pháp danh bằng cái nghĩa lý của sự tu hành. Mình cứ chạy theo cái chữ cho đẹp, cho hay, thí dụ vậy là mình sẽ không vui. Ở Toronto có một hòa thượng, đạo hiệu của ngài là Ba Ngư. Nếu mà người Việt Nam mà cho tên đó là buồn rồi đó, giận ông thầy rồi đó. Trời, hết tên cho trên Ba Ngư. Ngư là cá. Những con cá nó có thể lướt được sóng, đi tới cái chỗ giải thoát, vượt. Các vị Pháp Hòa thấy có nhiều vị ở bên Trung Hoa có nhiều cái tên ngộ lắm, mà mình không bao giờ mình nghe. Ví dụ những cái vị thiền sư là Thạch Đầu. Ví dụ vậy đó. Và Pháp Hòa nhớ cái chữ, có những vị pháp danh là dự chữ Quy á. Quy là gì? Là trở về, là nương tựa. Trời ơi trời, tự nhiên ông đặt tôi là con rùa. Bởi vì chữ Quy nó còn có cái nghĩa là con rùa. Mà chữ rùa đâu đấy? Ai mà đặt con mình thì không có đứa ai mà đặt con mình. Thành thử ra chúng ta không có tiếp nhận cái pháp danh đó như là một cái sự tu tập. Chờ đây Pháp Hòa cũng xin thưa, hãy nên tiếp nhận. Khi mà chúng ta đảnh lễ mỗi vị Phật á, chúng ta tiếp nhận cái vị Phật Bồ Tát đó là một pháp tu. Thí dụ như là Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nhật là mặt trời, quang là ánh sáng, biến chiếu là chiếu cùng khắp. Ánh sáng mặt trời chiếu cùng khắp là ánh sáng của trí tuệ. Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nguyệt là mặt trăng, quang là ánh sáng, biến chiếu là chiếu cùng khắp. Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu là ánh sáng mặt trăng chiếu cùng khắp, tượng trưng cho từ bi. Hai vị Bồ Tát, một vị chiếu ban ngày, một vị chiếu ban đêm. Như vậy cuộc đời mình có bao giờ bị tối tăm không? Ban ngày cũng có ánh sáng, ban đêm cũng có ánh sáng, thì làm gì mà mình bị tối tăm? Lúc nào tâm mình cũng rực sáng của Nhật Nguyệt, tượng trưng cho trí tuệ từ bi, tượng trưng cho ánh sáng của ban ngày hay là ban đêm cũng đều sáng. Thì tại sao mình có cái gì đâu mà không được? Thành thử ra mình lễ Phật như thế, mình tiếp nhận pháp danh của mình cũng như thế, thì bất cứ một cái pháp danh nào đều có cái ý nghĩa hết. Có nhiều thầy á, người ta không có đặt gì hết đó, tên gì người ta gắn vô đó luôn. Thí dụ cô đó, cô tên Trang, đặt Diệu Trang. Cô đó tên Mỹ, đặt Diệu Mỹ. May là mấy cô đó tên đẹp. Ví dụ lỡ một cô đó, cô tên là Nguyễn Thị Sẹt, không lẽ đặt là Diệu Sẹt. Thì ông thầy cũng phải đổi chữ thôi. Ông phải tìm cái chữ nào để ông ứng vô đó. Và tất cả đều là cái tượng trưng cho cái sự tu tập. Thật ra bây giờ mình tiếp nhận như vậy thì bao nhiêu danh hiệu Phật tiếp nhận được hết. Nam Mô Bất Hư Tức Bồ Tát. Một vị Bồ Tát không bao giờ lui sụp, thôi nghĩ ở cái hạnh nguyện cứu độ. Nam Mô Giải Oan Kết Bồ Tát. Con xin nương vào năng lượng của Bồ Tát giải oan kết. Con làm việc gì, đi tới đâu,
con cũng sẽ cố gắng không bao giờ kết oan kết trái với ai hết. Con sẽ nguyện giải trừ những oan kết nếu con biết được ai đang oan kết với con. Đó là cái chuyện tu tập của mình. Và đó là một cái sự thực tế nhất của sự tu tập, mà nó là như vậy. Chứ không có sự, chứ không phải là sự chúng ta bịa đặt hay là chúng ta suy diễn, mà một sự thật. Khi chúng ta dâng cái hương lên cho Phật, chúng ta muốn cái hương này nó kết thành những cái lọng che cho Phật. Cho nên mình niệm Nam Mô Hương Vân Cái. Vân là mây, cái là cái bảo cái, cái đồ để che. Xin Phật, xin nguyện cái năng lượng của khói mây này kết thành một cái bảo cái. Và con, khi con đi đến đâu, con đứng ở đâu, con làm gì ở nơi này, con muốn nơi này trở thành một chỗ thanh tịnh, cho nên niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Đất này là đất bùn, nhưng với cái tâm thành của con, với cái năng lượng của con xin nguyện chỗ này là chỗ thanh lương địa. Cầm cái ly nước lên hay là rót chung trà cúng cho cái hương linh đó, niệm Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Đấy, với người thường ta nhìn nó là nước, là trà, là nước. Nhưng mà với cái người mà có tu tập, với cái tâm chánh niệm mà tiếp nhận nó, thì nó là cam lộ, là nước ngọt của xương. Rót tuần trà thứ hai, gia trì lực. Anh nhớ nha, cái chung trà này, hương linh nhớ nha, hương linh uống ly trà này có sự gia trì trong đó. Gia trì bằng cách nào? Người cúng gia trì. Con cái cầm ly nước lên, mời ba uống nước bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo của họ, họ đã gia trì trong đó bằng năng lượng của một người con hiếu. Còn người cúng là gia trì bằng tâm lực của người cúng. Chén cơm đó đó, nấu bình thường thôi, nhưng mà anh đụng vô chén cơm này rồi thì chén cơm này thành ra mỹ hương trai. Mỹ là đẹp, hương là thơm. Thức ăn này nó không phải chỉ đơn thuần như thế này, mà nó vừa thơm mà nó vừa đẹp. Mỹ hương trai Bồ Tát khi mà chúng ta cúng cơm. Như vậy thì việc làm gì của chúng ta, nếu chúng ta đem cái năng lượng đó, chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta đem năng lượng đó, thì cái gì mình đụng vô nó cũng biến thành những cái cao quý hết. Cho nên trong cái bài đó, thấy không? Sái khô mọc nhi tác dương xuân, một cái rẫy lên đó thôi. Mà nếu mà cái cây khô đó, khô mọc mà, cái cây khô đó nó cũng xanh tươi lên như là cái cây ở mùa xuân vậy. Sái khô mọc như tác dương xuân, khiết quế trong sạch. Cho mình mới dịch cái câu đó: cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Rồi câu hỏi kế: người bệnh tật 100%, không nói chuyện, không tự ăn được, chỉ đi lại trong nhà thôi. Còn không được, không làm được tất cả, nhưng rất thích nghe kinh. Ngủ thức dậy là tìm máy niệm Phật liền. Và rất thích nghe tiếng chuông mõ, cũng thích đánh chuông, cứ cầm máy niệm Phật nghe suốt ngày. Đến lúc đi ngủ mới thôi. Nhưng có đôi lúc nào không vừa ý lên cơn tức thì đập phá hư, bởi vì bệnh tâm thần. Những người như vậy có được phép đi xuất gia không? Cái thứ hai muốn hỏi là người hơn 60 tuổi có được xuất gia không? Vì con nghe bạn con nói là không nên, vì không có làm lợi ích cho tam bảo. Thì trước hết là vấn đề người bệnh tâm thần. Thật ra thì theo cái bình đẳng của đạo Phật thì ai cũng được tu hết, không ai mà không được tu cả. Nhưng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà cái việc tu đó được ứng dụng. Ví dụ như cái người bệnh tâm thần này được tu không? Được tu. Nhưng mà tu ở đâu? Tu ở nhà, không cần phải tới chùa. Bởi vì sao? Bởi vì ở chùa là một cái nơi công cộng và có rất nhiều người ra vào. Cho nên cái sự tiếp, cái sự mà giao tiếp của vị bệnh tâm thần này chưa chắc đã có thể yên.
Cho nên họ vào chùa thì chưa chắc họ đã bình yên hơn họ ở nhà. Cho nên mình muốn họ tu, nhưng mà thật sự cái tu họ nó không có đi xa hơn, và đôi lúc còn tệ hơn là làm cho họ bệnh. Và cái thứ hai nữa đó là ở một cái môi trường tất cả mọi người phải tự, phải có gánh vác những công việc, phải tự nỗ lực trong mọi việc, mà một người mà không đủ năng lực để tự lo cho mình thì ai lo cho vị này? Cho nên vị này vẫn được tu thôi, nhưng mà ở cái mức độ là vị này tu ở nhà và được sự trợ duyên giúp đỡ của người thân, như vậy sẽ tốt cho họ hơn. Ở trong trong Phật giáo á, đại chúng nhớ là bất cứ ai cũng được tu hết, không có kỳ thị bất cứ một người nào. Nhưng người đó mình phải hiểu hoàn cảnh của cái vị đó, để mình đưa cái vị đó vào cái môi trường tu đúng cho cái hoàn cảnh họ, thì cái sự tu họ nó sẽ thăng tiến hơn. Còn nếu không thì họ sẽ bị buồn khổ, họ sẽ khó chịu vì họ không ở đúng cái môi trường. Pháp Hòa ví dụ như thí dụ như bây giờ có một người Mỹ họ xin vô đây đi xuất gia, thì Pháp Hòa xét thấy rằng ở đây mình chưa đủ điều kiện để cho một người Mỹ nhập chúng. Tại vì ở đây là có thể nói là 95% mình sinh hoạt là theo người Việt hết. Người Mỹ cũng có nhưng mà rất ít. Thành thử ra sợ mình tiếp nhận một người Mỹ vô như vậy đó, họ có feel, họ có cái cảm giác là họ không có belong to, họ không có hội nhập vào được. Thì mình phải nên giới thiệu họ đi vào những cái môi trường nào mà đa phần là người Mỹ, người Tây, có những chương trình cho họ rõ ràng, thì như vậy mình giúp ích cho họ hơn. Tại vì mình thí dụ bây giờ mình ham một người đệ tử, thậm chí còn để khoe với người ta tôi cũng có đệ tử Mỹ như ai vậy, nhưng mà tội nghiệp người ta. Người ta mình được cái tiếng là mình được một người đệ tử thôi, nhưng mà rốt cuộc không đúng cái môi trường của họ và làm cho họ thối tâm hơn. Thì lỡ họ không hợp được với mình thì nó rất là thối tâm. Cho nên ở đây cái tâm từ bi và tiếp nhận người tu của chúng ta là có, nhưng chúng ta phải thấy được hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta đưa họ vào đúng cái môi trường họ tu, thì như vậy sẽ giúp họ được nhiều hơn. Cũng như thế, cái người lớn tuổi cũng vậy. Thí dụ người lớn tuổi 60 tuổi mà không có bệnh thì vẫn có thể xuất gia được. Ở trong kinh, đây là bài kinh Đức Phật nói nha. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có nêu ra 5 cái điều mà người già, người lớn tuổi tu khó làm được. Và nếu họ làm được thì thật là hy hữu. Đức Phật nói người xuất gia lớn tuổi á, có 5 cái điều mà hơi khó là gì? Thứ nhất là vấn đề tế nhị. Thứ hai là uy nghi, tại vì lớn tuổi rồi. Mình sống theo cái tập khí ở bên nhà mình quen rồi, mình vô trong chùa mình phục hồi cái tập khí mà của người tu nó hơi khó. Đừng có nói chi mà đừng có nói là già chừng 30-40 tuổi thôi. Sống theo cái đời nó quen rồi đó, mà vô chùa tu cũng là một cái khó đó. Ví dụ như ở nhà đó, mình có cái thói quen là ngủ tới 10 giờ mới dậy. Mà vô chùa mà ngày nào cũng ngủ giờ đó thì có lẽ là không thể chấp nhận. Thì là người lớn tuổi là một á, là vấn đề tế nhị. Hai là vấn đề oai nghi. Ba đó là có thể nghe và nhớ nhiều. Thứ tư là có thể đi thuyết pháp. Thứ năm là có thể thực hiện hết tất cả những cái giới hay là cái học của các vị đó. Tại vì sao? Ở đây là không có chê nha, nhưng mà đây là mình nói cái khó khăn của người lớn tuổi. Thành ra trên cái bình thường á, là vị người lớn tuổi không có đi xuất gia. Nhưng mà rồi tùy theo mỗi cá nhân của mỗi người mà chư tăng ở ngôi chùa đó duyệt xét theo cái hoàn cảnh của vị đó mà có thể chấp nhận. Ví dụ như có những người rất là lớn tuổi rồi đi tu để làm cái gì? Gieo duyên thôi. Giống như Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, Pháp Hòa có ông sư huynh đó. Năm Pháp Hòa 16 tuổi đi tu, 15 tuổi đi tu là ông đã 80 mấy tuổi rồi. Ông đi tu trước Pháp Hòa mấy tháng thôi. Thế thì hai người sống chung là hai thế giới rồi.
Mình thì thức học bài làm việc, còn ông là 8 giờ là ông đã đi ngủ rồi. Rồi bắt đầu ngủ xong chừng 2 giờ 3 giờ ông dậy là ông mở đèn sáng choang lên hết. Mà ông bị lãng tai cho nên là ông kéo bàn, kéo ghế, đóng cửa gì nó rầm rầm giống như là ông có nghe đâu. Mình nằm mình chịu trận hết. Mà cái phòng ngủ thì kêu một chỉ cách nhau hai gang tay, hai cái giường cách nhau chỉ có hai gang tay, phòng chút nị thôi, không có một cái chỗ gì xây sở hết. Pháp Hòa nhớ lúc đó là quần áo tập dở mà không có đồ để đựng á, lấy cái thùng mà trong chợ mà bán đựng sữa, bây giờ mấy cô đựng đồ ăn á, mấy cái thùng nhựa đó đó. Hồi đó là Pháp Hòa đựng đồ trong mấy cái thùng nhựa đó đó, 5-7 thùng chồng một chồng lên vậy đó. Rồi mỗi lần mà cần cái gì là phải bưng từng thùng xuống, đâu có chỗ đâu, cái phòng có nụt. Tại vì cái nhà bếp, cái nhà ăn là ai nhớ chùa Trúc Lâm ở dưới Riverdale, vừa là nhà bếp nè, vừa là nhà ăn nè, vừa là chỗ thờ tổ nè, thờ linh nè, rồi phòng ngủ của mấy thầy một chút xíu chỗ đó thôi. Thầy nói không có không gian. Mà sống chung như vậy đó cả bao nhiêu năm trời. Và ông là ông quên, ông có nhớ mà lãng tai. Mà thích gì phải không? Thích làm chủ lễ. Thầy nói mỗi lần mà ông lên làm chủ lễ, ông sướng xong cái dưới này mình tụng, ông đâu nghe mình tụng tiếp đâu, ông ngưng. Ông ngưng, ông mệt, ông ngưng, cái mình tụng tiếp, cái ông đâu nghe, ông tụng lại ngay chỗ ông ngưng. Mình đã đi được đoạn, cái phải quay trở lại tụng với ông. Mà cứ ngày nào cũng là như vậy. Một cái khó rồi phải không? Mình lên tụng kinh mà, nghĩa là tại vì theo lệ là sư huynh là phải lên hướng dẫn lễ, thì ông lên, ông hướng dẫn. Ông như bạn mà ông lãng tao, mình đánh khánh ông đâu nghe. Ông cứ tụng theo kiểu của ông thôi. Chí tâm đánh lễ tần hư không biến pháp giới. Tụng theo kiểu vậy. Rồi mình không biết đường đâu mình đánh khánh. Mà ông ngưng chỗ nào mình đi rồi cái ông kéo trở lại. Có bữa ông lên nói chí tâm đánh lễ, cái ông quên cái này. Chú câu gì nữa chú. Nhưng mà rất là thật sự mình nói là cái đó không phải là cái mình cười, nhưng mà những cái gì Phật nói trong kinh đó là chưa nói những cái vấn đề khác nữa. Ông thì chịu trách nhiệm mỗi ngày là nấu một nồi cơm thôi, còn ngoài việc khác là Pháp Hòa làm hết. Ông cứ ngày nào ông cũng đếm hết, thầy viện chủ ăn một bát cơm, tôi một bát cơm, chú Pháp Hòa hai bát cơm, là ông nấu đủ 4 bát. Có khách một cái là mình nhịn, là tại vì thầy viện chủ mời khách cho là mình không có ăn. Thí dụ vậy. Rồi mà Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ, những cái chướng của người già là chướng đó là gì? Những cái trở ngại, oai nghi, rồi tế nhị. Tế nhị là gì? Tức là nhiều khi mình ưng nói gì mình nói. Tại vì sao? Tại mình quen cái thói quen là mình làm lớn mà kêu mấy đứa nhỏ ê mày rồi vậy đó. Nhớ đây là trong nội bộ mấy cô lớn tuổi thôi. Pháp Hòa thì chắc có duyên với mấy người già lớn tuổi, thành thử từ nhỏ tới lớn vô chùa tu là toàn gặp trưởng lão không à. Con bữa nọ cái cô đó cô gặp cô lớn tuổi rồi, bà 60-70 mới đi tu, rồi cũng hơi quên vậy, cái cô gặp ma bà nội đứa cháu đó. Ê con bà nội con lúc này bển nó còn đi hốt rác. Trời ơi, là cái người cháu kia hộ quê bà đó. Trời ơi, bà nội đi. Đại khái là nhiều khi mình quên, mình không có nhớ mình nói gì. Rồi đi gặp đám cưới người ta, cái hôm nay tôi xin đại diện cho mấy chị em trong chùa xin chia buồn với mấy anh chị. Thật sự là đó là những cái trở ngại là học là không nhớ gì hết. Đó là mình nói về cái tế hạnh, cái oai nghi, cái sự nhớ là chưa nói. Khi mà người lớn tuổi á, mình mấy mươi năm trời là mình đã thành một cái thói quen thống lãnh trong gia đình. Bây giờ mà đi vô chùa mình làm một cái sư em mà nhỏ nhất rất là khó. Rất là khó. Thí dụ như vị đó bây giờ 70 tuổi rồi mà giờ mới vô làm sa di là coi như là chú tiểu rồi. Cho nên là ăn là phải ngồi ở đằng sau, rồi đi là phải đi đằng sau, đắp y là phải đi tuốt đằng sau vậy. Thành thử đôi khi các vị không thoải mái. Và nghĩ rằng là mình vô đây là mình sẽ được một cái đặc biệt. Đó là chưa nói gặp những vị mà tu trẻ đó ha. Nó cũng có cái khó của tu trẻ là gì biết không? Nó ỷ. Nó tu đồng chân nhập đạo phải không?
Nó là tu từ 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 trung trứng tu ra, thì nó nhiều khi sanh cái tâm là coi thường mấy vị lớn tuổi nữa. Cho nên cái người thầy á mà tiếp độ đệ tử mà hai thế hệ như vậy đó là phải phải rất là khéo léo để làm sao dung hợp được các tử đệ của mình. Và trong số những cái người sư huynh sư đệ sống chung á, là phải dung hòa dữ lắm mới có thể sống chung mà không cãi vã. Mà Pháp Hòa được một cái hạnh phúc á, là Pháp Hòa với ông cụ Pháp An á, huynh đệ sống hai thế giới mà chưa bao giờ có một sự phiền não gì với nhau. Nhiều khi mình ngủ mê mà mình cần ngủ mà ông cứ rầm rầm mình cũng hơi, nhưng mà lúc đó nó tại tuổi đó là cho dù sập nhà cũng ngủ như thường chứ chẳng có gì phải trở ngại. Cho nên không có gì trở ngại hết mà rất là vui. Đôi khi mình đói quá mình hơi bực ổng thôi. Tức là gạo cả đống vậy mà ổng chịu nấu, ổng cứ sợ ăn cơm nguội á, không chịu nấu cơm, mà mình đi học về là đói muốn chết. Thành nữ ra chiều nào cũng ăn cơm xong là tối lại trước khi đi ngủ là đói bụng. Và lúc đó rất may có một cô Phật tử, cổ biết là chú rất là đói, cho nên tối đi tụng kinh cổ làm thêm phần ăn ở nhà, cổ lên cổ cho. Mà nhờ như vậy mà mình sống sót. Đại khái là như vậy. Thì thật ra thì tất cả đều được tu, nhưng mà rồi mình sẽ cho một cái môi trường nào đó. Ví dụ như mình độ một người xuất gia lớn tuổi tu cũng được, gọi là gieo duyên đi. Nếu mà vị đó nhưng không thể tùy thuận một cách 100%. Ví dụ như căn bản nhất đi xuất gia là gì? Căn bản nhất nghĩa xuất gia là gì? Là phải rời cái gia đình của mình. Nếu mình lên xin thầy, mình nói thầy ơi giờ con lớn tuổi, thầy cho con đi xuất gia đi, cái con dạng ở với cháu con. Hỏi sao phải ở với cháu con? Tại vì con phải giữ cháu con. Vậy thôi mình, nếu mình giữ cháu thì mình có thể ở nhà mình giữ cháu, mình lo công việc nhà, mình vẫn giữ tâm tu được chứ không có gì trở ngại. Cái cạo đầu, cái thọ giới nó chỉ là một hình tướng thôi. Nó là hình thức, đặc biệt là người lớn tuổi. Đôi khi mình chỉ ham một cái hình tướng đó, nhưng mình chưa thực hiện được một cái điều cơ bản nhất của cái việc đó thì nó uổng đi. Mình không làm được cái, rồi thậm chí người khác nhìn vô ta thấy trời ơi đạo Phật sao mà dễ quá ha. Ai muốn tu muốn về nhà, về muốn ở chùa ở, muốn về giữ cháu giữ, muốn nấu cơm cho con nấu. Thành thử họ thấy rằng đạo Phật không có một cái gì gọi là ngăn nắp trật tự trong cái vấn đề đó, mà thực tế là không phải như vậy. Cho nên các thầy bổn sư nhiều khi cũng du di từ bi, nhưng có những cái mình nên có một cái gì đó nó chừng mực. Phương tiện là một việc, nhưng mà trong cái phương tiện đó không thể tùy tiện. Phương tiện không thể tùy tiện. Mà nếu tùy tiện chúng ta dùng phương tiện thì chúng ta lợi dụng cái phương tiện đó thì chúng ta có lỗi với Phật Pháp. Là chúng ta không làm đi cái hình ảnh của người xuất gia nó đúng nghĩa. Ví dụ người lớn tuổi đó mà họ tu mà họ có thể nhiếp tâm niệm Phật, tức là họ không cần phải thọ tới giới tỳ kheo nữa, Sa Di Bồ Tát giới, và tu tập cho tinh chuyên như thế nào để ngày ra đi để lại một cái hình ảnh đẹp cho con cháu, để con cháu thấy rằng cái sự tu tập của má mình có kết quả, con của cha mình có kết quả. Có đôi khi các vị xuất gia nhưng mà về nhà vẫn sống ở gia đình, không có được sự nhắc nhở, không có được sự khuyến tấn, thì quý vị sống y rồng rạc đời, và thậm chí tâm tánh khó khăn thì con cái nó rất là phiền, và cảm thấy rằng tôi còn phải lo cho bà già tôi, tại bà già tôi giờ tu cái này không được, cái kia không được, mà trong khi đó mình sống ở trong cái môi trường gia đình. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải xét lại. Chúng ta thương và chăm sóc và nâng đỡ và trợ duyên, nhưng mà ở chừng mực nào đó. Nếu cái vị đó có lòng tu và khả năng có thể tu được, nhưng mà cái điều cơ bản nhất là chúng ta phải làm. Cũng giống như trong Phật Pháp chúng ta có rất nhiều những cái phương tiện, nhưng mà có những cái phương tiện nào nó chừng mực chứ không thể đi hơn được. Tại vì như vậy nó sẽ làm cho người khác, ngay cái người đó, ngay cái đương sự tiếp nhận đó, họ thấy Phật Pháp rất là dễ, luật giới không có gì gọi là khó khăn, thì họ sanh cái tâm sanh lờn. Mà chính cái tâm sanh lờn đó họ đã bị mất cái phước trong vấn đề tu tập rồi. Cho nên theo Pháp Hòa, được học từ các bậc tôn đức là như vậy.
Thưa Thầy, con đọc trong kinh Địa Tạng thường nhắc đến người thiện nam hay thiện nữ. Vậy người thiện nam hay thiện nữ là những người như thế nào? Thưa thứ nhất, câu này không phải chỉ nằm ở trong kinh Địa Tạng, mà câu này được nằm trong tất cả các kinh khi Đức Phật gọi những người đệ tử nam nữ cư sĩ của Ngài. Này quý vị thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà chúng ta dịch là những người con trai nhà lành, những người con gái của nhà lành, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chứ không phải chỉ kinh Địa Tạng, bất cứ kinh nào mà Đức Phật gọi các vị cư sĩ đệ tử đều gọi như vậy. Rồi cái thứ hai là như thế nào mới được gọi là những người thiện nam tử, thiện nữ nhân? Dựa theo lời Phật á, thì một người thiện nam tử, thiện nữ nhân là người con gái lành, người con trai lành đó đó, là ở trong những ngôi nhà họ tránh được năm điều. Thứ nhất, không giết người hại vật. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà hạnh ngoại tình. Thứ tư, không lường gạt dối trá. Thứ năm, không rượu chè cờ bạc bê tha. Người đó có quy y Phật, quy pháp, quy tăng, người đó được gọi là người con trai lành, người con gái lành. Còn nếu nói theo tinh thần của Đại Thừa, đó là cái general, cái chung á, cho tất cả, vì Bắc Tông hay Nam Tông gì, Nguyên Thủy Đại Thừa gì, các cư sĩ cũng đều giữ năm giới hết. Còn nếu mà với tinh thần của kinh điển Đại Thừa đó, thì một vị cư sĩ đó là gì? Hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ từ tâm bất sát. Người đó phải cung phụng cha mẹ, người đó có tâm từ không có sát, kính trọng sư trưởng, tu tập thập thiện nghiệp. Bốn cái điều kiện đó để gọi là một vị thiện nam tử, thiện nữ nhân: phụng dưỡng cha mẹ, hiếu kính sư trưởng, từ tâm bất sát và tu tập thập thiện nghiệp. Và Đức Phật thường hay gọi là, có khi mình gọi là thiện nam tín nữ. Thật sự ra chữ thiện nam tín nữ là 12 cái chữ mình tách ra bằng cái chữ là thiện và tín, chứ gọi là thiện nam tín nữ. Nếu nói cho đúng chữ là thiện tín nam, thiện tín nữ, tức là hai cái quality của một người cư sĩ đó là: một là phải lành, hai là phải có niềm tin. They must have both things. Một là phải có một cái faith, hai là một cái good deeds, một cái thiện, một cái lành. Người nào đủ thiện và niềm tin, đủ cái điều tốt, thiện là gì? Là tu giới đó, phải tu giới và có niềm tin đó, thì người đó hai cái chất liệu đó gọi là thiện tín nam. Hai cái chất liệu đó đủ thì gọi là thiện tín nữ. Nhưng mà bởi vì chúng ta thường hay gọi để mà nó ăn giận cái câu là thiện nam tín nữ, có người mới nói đàn ông là sống thiện, đàn bà là niềm tin. Nói ông không lẽ không tin lấy gì làm thiện? Không tin sao làm thiện? Như nãy đó, vị đó đó, nếu mình không có tư duy để thấy rằng việc này là phước thì làm sao làm phước? Cho nên làm phước mà không tư duy thì sao biết việc này có phước mà nên làm, việc kia là không có phước không nên làm? Việc gì làm phải suy tư chứ, cái gì thiện mới làm chứ. Nhưng mà cái thí dụ lỡ mình làm nửa chừng mình thấy điều này bất thiện là phải buông chứ. Cho nên trong làm là phải có sự tư duy. Còn nếu mà chúng ta gọi là các vị thiện nam, phải nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, tức là người nam này đủ hai chất thiện và tín, người nữ này cũng đủ hai chất thiện và tín. Nhưng vì chúng ta muốn nói cho nó vẫn cái câu, chúng ta nói là thiện nam tín nữ. Và có người giải thích là tại đàn ông á ít nói lắm, sống thiện thôi, còn mấy bà đó là cái gì cũng tin đó, cho nên không phải. Giải thích vậy là chưa đủ cái chất liệu của một người đệ tử Phật. Cái đó là những người sơ cơ, những người kiểu mà mới bắt đầu tu tập. Chứ còn một người đã thâm sâu tinh thâm tâm bảo mà được gọi là thiện tín
là phải là như vậy. Người đó phải có năm tam quy ngũ giới và có niềm tin bất hoại. Sẵn đây Pháp Hòa nhắc lại để cho các thầy các cô nhớ cái chỗ này luôn đó. Khi mà ai đến nói cái gì với Đức Phật là người đó phải là một người tín, một người Phật tử thì sao? Phải có niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo thì người đó mới đủ tiêu chuẩn phê bình một vị xuất gia. Và Đức Phật mới lắng nghe vị đó. Họ không có đủ niềm tin với Tam Bảo thì cái lời họ nói chưa chắc đã xây dựng mà chỉ là sự phỉ báng. Nhớ không? Thành thử ra bà Visakha mà lên nói với Đức Phật điều gì, Đức Phật tin là gì? Bà Đức Phật biết rõ bà Visakha là một người có niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo. Bất hoại là sao? Thí dụ bây giờ thật sự vị tăng đó có trật có sai đi nữa con cũng không có thay đổi với Tam Bảo. Bởi vì sao? Con rất tin, con rất hiểu một điều rằng nhân hư đạo bất hư. Người con người đó dở chứ đạo đâu có dở. Con người đó hư chứ đạo đâu có hư. Cho nên tại sao vì một cái vị đó mà con lại thối tâm với Tam Bảo, thối tâm với đường tu? Đó, cái chỗ bất nghĩa là bất niềm tin bất hoại là vậy. Không có thay đổi, không có bị hoại, không có bị hủy. Dù cái vị tăng đó như thế nào, đó là cá nhân của họ chứ không phải đạo. Cho nên ở bất thí dụ như á, nếu mà các vị cư sĩ thời đó mà không có niềm tin bất hoại thì nội lục quần tỳ kheo thôi là họ đã thối tâm rồi. Lục quần tỳ kheo ni là họ đã thối tâm rồi, phải không nào? Họ không thối tâm, họ vẫn hộ trì Tam Bảo và họ đóng góp những ý kiến với Đức Phật. Cho nên trong cái giới của các thầy tỳ kheo có những giới mà do cư sĩ trình lên Đức Phật và Đức Phật thấy điều đó hợp tình hợp lý và họ nói đúng thì Đức Phật chế giới. Cho nên nếu mình chưa có cái niềm tin bất hoại với Tam Bảo mà mình nói thì chưa chắc là mình nói bằng cái sự kính tin, mà coi chừng mình nói bằng cái sự hủy báng. Thì cái đó là hai cái mà chúng ta phải quán lại. Thì sẵn dịp câu hỏi nói về vấn đề gọi là cư sĩ thiện nam tử thiện nữ nhân, thì Pháp Hòa giải thích thêm cái chỗ thiện nam tín nữ để cho quý Phật tử quý vị được rõ cái chỗ này luôn. Thôi chắc mình hết giờ rồi, xin tạm dừng ở đây. Rồi chủ nhật tuần sau mình tiếp tục.